Diễn biến dịch COVID-19 và sự nỗ lực phòng chống dịch tại các địa phương tiếp tục được các phóng viên thời sự ghi nhận. Thưa quý vị, sau nhiều ngày không ghi nhận ca nhiễm COVID-19, chiều tối qua 15 tháng 7, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Bà Rịa nhận được thông tin một trường hợp ngụ tại phường Kim Dinh và đang làm việc tại công ty Dương Tú Tuấn ở xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu. Qua hai lần xét nghiệm nhanh tại công ty, dương tính với SARS-CoV-2. Trường hợp này đang được cách ly tạm thời tại công ty và chuyển mẫu xét nghiệm PCR. Qua truy vết ban đầu của lực lượng chức năng địa phương, có 17 trường hợp tiếp xúc gần với ca nghi nhiễm. Thành phố Bà Rịa cũng đang tiếp tục truy vết F2, F3. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã thông báo đến Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện Long Điền về trường hợp một phụ nữ ngụ tại khu phố Hải Sơn, thị trấn Long Hải và làm việc tại ngân hàng Ocean Bank chi nhánh Vũng Tàu dương tính với SARS-CoV-2 sau khi có kết quả xét nghiệm PCR. Ngày 14 tháng 7, trường hợp này đã đến Bệnh xá Công an tỉnh để thực hiện xét nghiệm nhanh cho kết quả dương tính 2 lần. Qua điều tra truy vết, lực lượng chức năng huyện Long Điền ghi nhận 2 F1 là mẹ và chồng của bệnh nhân và 12 F2. Toàn bộ tổ 7 khu phố Hải Sơn gồm 41 hộ với 145 nhân khẩu tạm thời bị phong tỏa. Đến nay, huyện Long Điền ghi nhận 16 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng và trong khu cách ly phòng dịch tập trung. Huyện Đất Đỏ đã tổ chức xét nghiệm sàng lọc COVID-19 và chi tiền hỗ trợ cho 73 người bán lẻ vé số đang sinh sống trên địa bàn 3 xã Phước Hội, Long Mỹ và Lộc An. Người bán vé số tại huyện Đất Đỏ được xét nghiệm nhanh sàng lọc COVID-19. Kết quả xét nghiệm cả 73 người bán lẻ vé số tại 3 địa phương của huyện đều âm tính. Cùng với việc xét nghiệm sàng lọc COVID-19, mỗi người được nhận tiền hỗ trợ 750.000 một người. Trong 15 ngày, vé số tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tạm ngưng phát hành từ ngày 9 đến ngày 23 tháng 7. Hôm giờ là do dịch bệnh COVID nên em có nghỉ bán vé số. Rồi hôm nay bên xã Phước Hội có gửi thư mời qua để xét nghiệm COVID. Rồi em cũng yên tâm phần nào. Rồi có hỗ trợ tiền để cho tụi em có tiền xây sở trong cuộc sống. Em cũng cảm ơn nhiều. Nói chung là cuộc sống của chị em bán vé số là cũng khó khăn, nên cho nên đi bán vé số, nhưng mà từ lúc mà bùng dịch đến nay á, cũng như dám không đi bán được thì chị em cũng khó khăn, nhưng mà cũng nhờ hỗ trợ của các xã, các chính quyền địa phương, rồi có hỗ trợ chút ít phần quà cho chị em mà cũng được những phần khó khăn, nói chung là cũng được tạm ổn. Huyện Đất Đỏ có 350 người bán lẻ vé số và được công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hỗ trợ với tổng số tiền hơn 260 triệu đồng. Nguồn tiền hỗ trợ do công ty trích từ nguồn hoạt động sản xuất kinh doanh. Sau đợt xét nghiệm sàng lọc COVID-19 đầu tiên vào sáng ngày 16 tháng 7, số người bán vé số còn lại tiếp tục được lấy mẫu xét nghiệm vào những ngày tiếp theo.